chúng ta có bốn hạng người sanh khởi niềm tin. Hạng thứ nhất á, là cứ chỉ có niềm tin nhờ sự cuốn hút của con mắt. Tức là sao? Thấy vị nào đó đẹp trai cái mình mê, ngồi là chỉ để ngắm thôi, chứ còn nói cái gì là không cần biết. Tôi ngồi tôi chỉ ngắm ông thầy của tôi thôi. Hoặc là thấy cái chùa đẹp quá là mình mê, thấy nơi đó nghe nói ngàn tượng Phật là mình mê, mình chạy tới cho bằng được. Tức là mê cái gì mà cái cặp mắt của mình nó được thỏa mãn, nó được kích thích, nó nhìn nó đã con mắt là mình mê. Cho nên là nhiều ngôi chùa là xây cho thiệt là to, thiệt là lớn. Tại sao vậy? Chúng sanh cái kiểu đó nó mê. Tức là họ mê cái gì họ nhìn mà nó wow, là họ mê dữ lắm. Và họ khi họ nhìn họ có niềm tin, họ thấy cái chùa mà tượng Phật thiệt là bự, là chùa đó phải linh, phải linh, chứ không nói năng gì. Chùa mà cái ngôi chùa đó mà xây thiệt là bự là chùa đó phải linh. Ngày xưa nói thiệt, cái tháp mà mình chuẩn bị xây nè, mình mà xây thiệt là bự xong rồi mình chơi, chịu khó đầu tư, mình chơi mình giác vàng lên trển, nó linh dữ thần lắm. Thiệt nó linh dữ thần lắm, thiên hạ là từ Mandalay là phải chạy tới đảnh lễ cho bằng được cho quý vị coi. Thiệt. Tức là có những con người họ phát khởi niềm tin bằng cặp mắt, và có những con người họ phát khởi niềm tin bằng cái lỗ tai. Tức là sao? Nghe đồn. Tôi chưa cần biết ổng sao chứ, mà tôi nghe thiên hạ đồn là tới chỗ đó là linh lắm, tới chỗ đó là ngon lành lắm, tới chỗ đó là muốn gì được đó, là tôi có niềm tin tôi đi theo. Cho nên nhiều vị marketing là vậy đó. Marketing cái danh tiếng của mình mà nghe nó ổn là thiên hạ chạy theo như vịt. Cái đình ở Việt Nam mình có một số cái ngôi đền đó, nó thiệt là cái ấn đâu có thiệt đâu, sau này tự người ta chế ra, người ta làm chương trình rồi lên để mà thiên hạ đẩy xô nha, đồn cũng đồn là thiên hạ đổ nhau tới xin cái ấn để phát tài phát lộc. Trong khi đó hồi xưa đâu làm gì có, tự giờ mình chế ra rồi đồn lên, cứ thế thiên hạ có niềm tin. Cho nên có những người á, niềm tin của họ phát khởi bằng cái lỗ tai. Có những người á, họ phát khởi niềm tin bằng cái khổ hạnh. Tức là tôi thấy chùa to Phật lớn tôi không có mê, tôi thấy cái ông thầy nó nổi tiếng tôi chưa chắc tôi mê, mà tôi thấy cái ông sư đó ổng bần tăng khổ sải, chui vô rừng chui vô hang, ổng ngồi mà nó chỗ y thì giá chằn giá đập, ăn uống khốn khổ, trời tôi quỳ tôi đảnh lễ tôi chết vì vì đó cũng được nữa. Tức là những người, có những người như vậy, chỉ cần nghe cái người đó mà có mùi khổ hạnh thôi là họ chạy theo như vịt, quý vị biết không? Có những người mà chỉ cần mà nói là ta đây là ngày ăn một bữa thôi là thiên hạ họ chạy theo như vịt. Thì có những người vì nghe cái vụ mà khổ hạnh cho họ theo. Mà xin thưa là cái chuyện mình giữ giới khó thấy khó biết lắm. Cái chuyện mình hành thiền thì cũng mình biết với mình thôi, chỉ có ba cái vụ khổ hạnh thì làm cho thiên hạ biết được. Cho nên là nhiều tay là cũng muốn nổi tiếng thì cứ chui rút mình sống bần tăng khổ sở, thiên hạ mê chết bỏ. Thì đó là cái loại thứ ba, tức là tôi phát khởi niềm tin vì cái sự khổ hạnh của vị đó, tức là thấy kham thấy khổ là tôi mê. Còn loại thứ tư là phát khởi niềm tin dựa vào và pháp. Tức là tôi không cần biết cái chỗ anh nó to lớn hay là nó chỉ có túp lều tranh, tôi không cần biết. Tôi không cần biết anh có nổi tiếng hay là không, nhưng mà cái pháp anh nói ra tôi nghe hợp lỗ tai tôi là tôi có niềm tin với anh. Thì đó là loại thứ tư. Thì xin thưa là bốn loại này chỉ có Đức Thế Tôn là Ngài gồm thâu hết. Tức là sao? Loại mà tin bằng con mắt ấy,
là cái hình tướng một vị gọi là 32 tướng tốt, là nhìn Ngài là mê liền, là theo Ngài liền. Còn cái loại mà nghe bằng lỗ tai của Ngài, nói ra một tiếng là coi như chạy theo Ngài liền, âm thanh như chim cá lăng tầng da đó. Còn cái loại mà gọi là khổ hạnh thì nghe Ngài kể cái đời sống của Ngài lúc mà trong khổ hạnh lâm á, người ta nghe là chịu không nổi, phải theo, phải cúng Ngài thôi chứ còn chịu không nổi. Gọi là Ngài là vua của khổ hạnh. Rồi còn cái người mà vì pháp của Ngài là thôi, Ngài thuyết pháp lên rồi là như sư tử hống, là thiên hạ họ chạy theo. Chỉ có Đức Thế Tôn là Ngài gồm thâu hết cả bốn hạng người. Còn thường á, mình thì mình không có gom hết được như vậy. Mình chỉ có một số, một nhóm. Thì nếu như, nếu như mà mình làm là thu hút quần chúng, thì hai hạng đầu, ba hạng đầu coi bộ là nó cũng ngon lành. Tức là muốn nổi tiếng, muốn gọi là có thu nhập cao thì chơi bốn ba thứ đó là nó ngon lành nhất. Cho nên là nhiều chùa chỉ cần là xây cho thiệt là bự to lên rồi thì tự nhiên là khách thập phương nó về. Nhưng mà cái loại thứ tư là cái loại khó. Khó là khó làm sao? Khó là mình phải có pháp thì mình mới khiến cho người ta có niềm tin được. Chứ còn mình không có pháp thì mình làm cho cái kiểu đó có niềm tin như thế nào. Cho nên ấy, cái loại thứ tư là cái loại an toàn nhất. Còn ba loại kia thì mình không chắc. Và nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận. Tại vì chúng ta biết rõ các cái hạng của chúng sanh, thì chúng ta cũng biết cái cách để mà mình hoằng pháp được tốt hơn. Ví dụ như khi mà chúng ta xây dựng thì cũng ráng xây dựng một cái nơi cho nó ngon lành tí, để thiên hạ họ vào đó, thì họ hoan hỷ, họ có niềm tin. Rồi mình cũng có thể xây dựng cái gọi là cái danh tiếng để cho nó tốt, thì người ta nghe, người ta cũng về, người ta hoan hỷ. Rồi cái kiểu sống của mình á, thì cũng nên là cái kiểu sống gọi là thiểu dục tri túc, thì người ta có cái hoan hỷ để người ta đi vào. Và cuối cùng thì điều quan trọng nhất là mình có cái gì để mình dạy người ta. Chứ không thể nào mà thiên hạ cứ kéo tới rồi thì chỉ có đảnh lễ, làm phước, cúng dường xong rồi đi về. Thì như vậy nó rất là uổng. Cho nên chúng ta biết được bốn hạng đức tin ở ngoài. Xin thưa là không có hạng nào nó cao hơn hạng nào, chẳng qua là cái đánh giá cá nhân thôi. Nhưng mà thật sự thì cái đánh giá cá nhân của sư thì sư vẫn mê cái hạng thứ tư hơn. Và sư cũng mong là sau này mình cũng thuộc cái hạng thứ tư. Tức là tôi không cần biết cái chỗ anh nó nổi tiếng làm sao, nó đẹp làm sao. Tôi không cần biết là thiên hạ họ ca về anh ca như thế nào, mà tôi chỉ cần biết anh dạy cái gì. Thật sự nó an toàn hơn rất là nhiều.